Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ mở hộp hai bộ mô hình của Thám Tử Lừng Danh Conan. Bộ đầu tiên sẽ là một khung cảnh cực kỳ lãng mạn của cặp đôi nhân vật chính, đó là lời tỏ tình của Shinichi với Dan dưới tháp đồng hồ Big Ben. Còn bộ bên đây cũng là một cặp nữa, nhưng mà sẽ không còn cái sự lãng mạn nào. Thay vào đó sẽ là sự kịch tính, cuộc đối đầu của thám tử với siêu trộm, Conan đối đầu với Kid trên một tòa tháp. Hai bộ này chắc chắn sẽ tái hiện một khung cảnh sống động như trong truyện. Chúng ta sẽ có cơ hội tự tay hoàn thành và ngắm nhìn những hình ảnh rất quen thuộc đối với những ai hâm mộ Thám Tử Lừng Danh Conan. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi từ sự lãng mạn cho đến sự kịch tính, tức là cái bộ Conan và Kid sẽ tạm thời để qua bên đây. Mở hộp bộ Shinichi và Dan. Bối cảnh ở đây không phải là Nhật Bản, quê hương của anh chàng Shinichi, mà là thủ đô nước Anh, London. Có thể dễ dàng nhìn thấy được tháp đồng hồ Big Ben ở đây. Thật ra Shinichi lúc này đã bị teo nhỏ thành Conan rồi, nhưng mà anh ta đã uống thuốc giải tạm thời trở về hình dáng thật để gặp Dan. Và trong cái cuộc gặp lãng mạn này, Dan đã nói với Shinichi rằng tình yêu là con số 0. Khi đó, Shinichi đã tỏ tình với Dan bằng một cách như thám tử đang phá án. Cậu ta đã nói với Dan rằng cậu là một vụ án vô cùng rắc rối và nan giải, trái tim của người con gái mình yêu sao có thể suy luận chính xác được chứ. Đây phải nói là một khoảnh khắc mà chắc chắn những người hâm mộ Conan phải xem đi xem lại nhiều lần, bởi vì sau bao nhiêu trắc trở, cuối cùng người xem cũng được chứng kiến sự ngọt ngào của cặp đôi này. Và cũng ở trong đây, chúng ta sẽ có thêm một cái chi tiết đặc biệt nữa, đó là Bot Điện Hội, một nơi rất nhiều kỷ niệm khi mà Conan đã dùng cái nơ của tiến sĩ Asaga phát minh giả dạng làm Shinichi để gọi điện về cho Dan. Và đây là bộ mô hình sau khi đã hoàn thành xong. Nó có thể biến đổi thành hai khung cảnh khác nhau. Đặc biệt là ở Bot Điện Hội có thể mở cửa được, và bên cạnh đó sẽ có những cái bông hoa. Mở hộp, tháo cái lớp siêu trên đây ra. Và ở bên trong đây chúng ta sẽ có hai bịch gặp. Nó cũng được đánh số thứ tự. Đây sẽ là bịch số 2. Còn đây chắc chắn nó sẽ là bịch số 1. Ngoài ra sẽ có một quyển sách hướng dẫn. Bên trong này người ta sẽ hướng dẫn bằng hình vẽ. Như ở trang số 1 sẽ là hướng dẫn để hoàn thành hai nhân vật chính Shinichi và Dan. Và ở trang số 18 này, sau khi đã hoàn thành cái bịch gạch số 1, chúng ta sẽ ráp được cái mô hình như thế này. Đó là cái phần nền của khung cảnh, nhưng mà vẫn chưa có cái Bot Điện Thoại ở đây. Và cuối cùng trang số 38, bước số 84, hoàn thành cả mô hình. Và đây sẽ là bịch gạch số 1. Ở bên trong này còn có những cái bịch gạch nhỏ hơn nữa. Như ở bịch này mình thấy có một số những cái chi tiết của Shinichi. Còn bịch bên đây hình như là sẽ ráp được là Dan, phần còn lại sẽ là những cái miếng gạch lớn hơn. Và bộ Conan đầu tiên của chúng ta cũng đã hoàn thành. Ráp xong thì sẽ dư rất nhiều những cái mảnh gạch nhỏ. Trong cái quá trình ráp thì mình cũng có sử dụng đến cái chi tiết tháo gạch có sẵn ở trong hộp. Và đây sẽ là hai nhân vật chính của chúng ta, Shinichi và Dan. Đây là Shinichi. Anh ta mặc áo có hắt cà vạt khá là lịch sự. Bên dưới là quần dài màu xám và đôi giày màu nâu. Còn đây là Conan Dan. Và trang phục sẽ là một cái bộ đầm màu tím hơi mỏng, với một cái mái tóc rất dài. Đặc trưng của Dan ở trên phần tóc sẽ có một cái phần nhô ra. Và trong cái mô hình này chúng ta cũng thấy được cái chi tiết đó. Còn đây sẽ là phần khung cảnh mà Shinichi đã tỏ tình với Dan. Chúng ta hãy xem một vòng. Nó khá là lãng mạn, cũng có thể dễ dàng nhận thấy đây là London, thủ đô của nước Anh, với cái biểu tượng đặc trưng là tháp đồng hồ Big Ben. Ban đầu thì nhìn cái mô hình này nó khá nhỏ, nhưng nó sẽ có thêm một cái chức năng nữa. Chúng ta có thể mở rộng nó ra. Cái tháp đồng hồ này có thể xoay 180 độ. Và phần bên đây nữa. Và bây giờ chúng ta đã có một khung cảnh khá rộng. Ở phần tháp đồng hồ này, phía trước sẽ có một cái sân. Có thể là Shinichi sẽ đứng ở đây và chờ Dan. Bên dưới này cũng có cái chỗ để cho chúng ta cắm Shinichi vào.
Kế bên tháp đồng hồ sẽ là một cái vườn bông hoa, hoa hồng, màu tím và màu hồng. Và đây sẽ là một cột đèn. Tiếp đến sẽ là nơi cái phần cửa sẽ là phần nhựa trong suốt để cho chúng ta nhìn thấy ở bên trong. Và cái cánh cửa này cũng khơi mở ra được. Ở đây sẽ có một cái tay vịn đẩy cái phần tay này ra. Chúng ta có thể mở được cửa. Bên trong đầy đủ các chi tiết như là một cái điện thoại. Ở trên đây có số cho Shinichi sẽ bấm. Và bên đây là một cái tai nghe điện thoại. Có thể kịch bản sẽ là như thế này. Shinichi sẽ đứng ở đây, mở cửa điện thoại và đi vào bên trong, đóng cửa lại để có một cái không gian riêng tư cho anh chàng. Sau đó thì Shinichi sẽ gọi điện cho Ran và Ran sẽ bước tới đây, mở cửa ra cho Shinichi đi ra. Cuộc tỏ tình bắt đầu. Một cái khung cảnh lãng mạn bên dưới cái ánh đèn. Ở bên hông đây sẽ là một cái cây xanh rất to. Ở phần gốc cây chúng ta cũng có một cái mảng xanh. Hình như cái chi tiết xám xám này có thể là cái hùng rác. Nếu như không muốn trưng bày như thế này, chúng ta có thể khép cái phần này lại để cho nó gọn hơn. Tuy nhiên mình vẫn có thể nhìn thấy được tháp đồng hồ Big Ben và cái phần cây xanh ở đây. Một cái mô hình trưng bày rất đẹp. Nó mang cái tính thơ mộng và lãng mạn. Và tiếp theo sẽ không còn cái sự lãng mạn nữa, mà sẽ là sự kịch tính của cặp đôi cũng rất là được hâm mộ. Bối cảnh ở đây sẽ là một tòa tháp. Cuộc đối đầu của Conan và Kid. Sau khi thực hiện xong những cái vụ trộm thì Kid sẽ trốn thoát bằng dù lượn, và Conan sẽ bám theo ở tầng cao nhất của tòa nhà. Dường như là Conan đang dùng cái đồng hồ của tiến sĩ Asaga, có thể là để gây mê cho Kid và bắt Kid. Bên đây sẽ là một số những cái chức năng của nó. Chúng ta có thể thấy rõ được Conan đang đối đầu trực tiếp với Kid. Kid có thể bay lượn theo nhiều hướng khác nhau. Mở hộp cũng tháo cái phần siêu ở trên đây ra. Ở bên trong chúng ta sẽ có như thế này. Hai bịch gặp bịch này được đánh số là số 2. Bịch bên đây được đánh số là số 1. Chúng ta sẽ ráp theo thứ tự bịch số 1 xong sẽ sang bịch số 2. Khá thú vị với cái bịch này. Mình sẽ tháo trước cái này ra luôn. Sẽ có một cái chi tiết màu trắng hình tam giác như thế này. Xem sách hướng dẫn. Trang đầu tiên sẽ là ráp các nhân vật. Bịch số 1 chúng ta sẽ ráp được cái tầng 1 của tòa nhà. Ở trang số 14 sẽ hoàn thành xong bịch số 1. Và tiếp đến là tháo cái bịch số 2 này ra để hoàn thành xong cái mô hình. Cuối cùng trang số 34 hoàn thành xong tất cả. Và ở đây sẽ là các bước mà để gắn cái nhân vật Kid này lên. Và đây là bộ số 2 sau khi đã hoàn thiện xong. Ráp xong sẽ dư một số những cái mảnh gạch nhỏ. Và trong bộ này có hai nhân vật Kid và Conan. Nhìn như thế này mọi người sẽ thấy có một cái sự chênh là chiều cao khá lớn. Thật ra Kid không cao hơn Conan là bao nhiêu, do anh ta đang đội một cái nón. Tháo cái nón này ra để cho mọi người nhìn thấy được chiều cao thật sự của Kid. Và đây chính là cái nón của Kid. Khi đổi vào siêu trộm có thể tăng thêm chiều cao. Nhìn như thế này mọi người sẽ thấy Kid sẽ cao hơn Conan khoảng một cái đầu. Về trang phục, Conan đang mặc trên người một bộ đồ của học sinh tiểu học. Dường như mới đi học về, Conan đã tham gia vào cái quá trình là bắt siêu trộm Kid. Còn đây là Kid và cái nón của anh ta. Kid đang mặc trên người một bộ đồ màu trắng, có đeo cà vạt. Tuy là đi ăn trộm nhưng mặc đồ vẫn rất lịch sự. Ngoài ra Kid sẽ có thêm một cái món đồ đặc trưng nữa, đó chính là con dù lượn. Nó như là một cái món bảo bối để cho Kid trốn thoát. Để sử dụng, chúng ta sẽ cho Kid vào bên trong đây và hai tay của Kid sẽ cầm lấy hai cái phần tay lái của tàu lượn. Và bây giờ Kid đã có thể bay đi để trốn thoát. Và phần chính của bộ này chính là ngôi nhà 2 tầng. Cho mọi người xem một vòng của nó. Ở bên hông này dễ dàng nhìn thấy một số những cái cửa sổ. Và đây chính là mặt sau. Bên trong tòa nhà sẽ không có những cái nội thất nào cả. Phía dưới đây là tầng 1, có khá nhiều cửa. Phần trên đây sẽ là những cái ngói màu xanh. Đây chính là phần ban công. Chúng ta có thể cho Conan đứng ở đây. Trên cùng của tòa nhà sẽ là một cái lá cờ.
Và ở mặt sau có thêm một cái chi tiết quan trọng nữa, sẽ có một cái cây nhựa trong suốt. Cái chỗ này chúng ta sẽ gắn kit vào bên trong đây. Kit có thể bay lên cao hay bay sang hai bên hông của tòa nhà. Nhìn ở phía trước mọi người sẽ thấy rõ hơn. Kit sẽ bay sang bên đây và Conan sẽ xoay người về phía Kit. Video về hai bộ mô hình thám tử lừng danh Conan của mình đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.